Hải Phòng, thành phố của những bến cảng, nhà máy, thành phố của những cây cầu, thành phố của màu hoa phượng đỏ rực trời tháng năm. Hải Phòng cũng tự hào là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh với nhiều di tích lịch sử, ghi dấu những chiến công trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước như Bạch Đằng Giang, Từ Lương Sâm, Tràng Kênh. Người Hải Phòng nổi tiếng với khí chất mạnh mẽ, ăn sóng nói gió, kiên cường mà hiền hậu. Từ Lê Chân, Mạc Đăng Dung, Nguyễn Bình Khiêm đến Nguyễn Đức Cảnh, Tô Hiệu, Trần Thành Ngọ và nhiều danh nhân khác đã góp phần làm nên tên tuổi của Hải Phòng an viên, giúp Hải Phòng trở thành một điểm đến hấp dẫn của du khách, bạn bè trong và ngoài nước. Nhắc đến Hải Phòng, nhiều người sẽ nhớ đến Vĩnh Bảo, quê hương của danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Vĩnh Bảo cũng nổi danh là đất học với nhiều tiến sĩ, khoa bảng trong thời kỳ phong kiến và những giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học trong thời hiện đại. Là một địa phương thuộc khu vực ngoại thành, đời sống khó khăn, nhưng chính những khó khăn, vất vả ấy đã hình thành nên bản chất con người Vĩnh Bảo chịu thương, chịu khó, coi trọng việc học, luôn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tháng 9 năm 1998, 493 bạn học sinh thế hệ 1983 đã cùng nhau bước chân vào ngôi trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm trong niềm vui hân hoan, mang theo bao ước mơ hoài bão. Niên khóa 1998-2001 năm đó được phân chia thành 9 lớp gồm: lớp A1 với 58 người, chủ nhiệm là thầy Đào Trọng Quyết; lớp A2 60 người, chủ nhiệm là thầy Bùi Minh Sang, thầy Đặng Anh Văn, cô Bùi Thị Hồng; lớp A3 54 người, chủ nhiệm là cô Hà, cô Nguyễn Thị Non; lớp A4 57 người, chủ nhiệm là thầy Bùi Văn Dân, thầy Lê Huy Vũng, thầy Lê Đắc Hưng; lớp A5 56 người, chủ nhiệm là cô Vũ Thị Thu Huyền, cô Đặng Thị Hương, cô Bùi Thị Nhàn; lớp A6 57 người, chủ nhiệm là cô Nguyễn Thị Bình, thầy Lê Đắc Hưng, cô Đỗ Thị Thịnh; lớp A7 55 người, chủ nhiệm là thầy Nguyễn Thành Trung, cô Đoàn Thu Mi, thầy Lê Huy Vững; lớp A8 52 người, chủ nhiệm là thầy Đỗ Đình Sinh, cô Đặng Thị Loan; và lớp A9 44 người, chủ nhiệm là thầy Lê Huy Vững, cô Nguyễn Thị Bình và thầy Nguyễn Hùng Thể. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngỡ như vừa mới đây thôi mà đã 21 năm. 21 năm với bao đổi thay, những kỷ niệm ngày chia tay cuối cấp chắc hẳn vẫn còn in sâu trong tâm trí mỗi người. Những cuốn sổ lưu bút đầy ắp bao dòng tâm sự, những món quà kỷ niệm chắc hẳn ai đó vẫn còn lưu giữ, những nụ cười và cũng có cả bao nhiêu giọt nước mắt. Khóc vì vui, khóc vì nhớ, khóc vì phải xa nhau. Xin chào tất cả các bạn. Như vậy là chúng ta đã xa nhau 21 năm, 21 mùa phượng, 21 mùa thi và 21 mùa xuân của cuộc đời. Lẽ ra chương trình hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường đã được diễn ra vào năm 2021. Tuy nhiên do diễn biến của dịch Covid-19 thì chương trình hội khóa đã được lùi lại khá là nhiều lần và nhằm đảm bảo sức khỏe cho các thầy cô, cho các bạn và cho cả cộng đồng. Thì ngày 20-21 tháng 8 năm 2022, ban liên lạc của 9 lớp khóa 98-2001 đã lên kế hoạch và tổ chức chương trình hội ngộ và tri ân kỷ niệm 21 năm ngày ra trường tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm. Và dù khó khăn đến đâu, dù xa xôi cách trở thế nào, các bạn đã thu xếp công việc để trở về tham gia ngày hội khóa ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo và các bạn đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia ngày hội khóa, cũng như xin trân trọng cảm ơn ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm đã hết sức tạo điều kiện để ngày hội khóa được diễn ra thành công. Hai mốt năm trôi qua thật nhanh. Ngày ấy, ở cái tuổi 15, 16 đầy mộng mơ,
lứa học trò chúng em bước vào ngưỡng cửa trường cấp 3 với bao niềm háo hức, từ lạ thành quen, từ quen thành thân. Mỗi ngày cắp sách đến trường hẳn là một ngày lo toan, bởi còn chưa học thuộc bài, còn chưa có vở mới, bút mới. Nhưng mỗi ngày ấy cũng là một ngày vui, được tới lớp, tới trường, gặp thầy cô, gặp bạn bè. Biết bao kỷ niệm vui buồn ngày ấy, nhớ những lần bị thầy đôn véo tay vì không tập trung học, bị thầy inh vụt vì ăn trộm vải thiều, nhớ những lần nín thở nghe cô Loan gọi lên bảng kiểm tra đầu giờ môn văn, nhớ những tiết thể dục mở hơi tai của thầy Ngừng, nhớ cả tiếng nói lanh lành đáng yêu trong giờ văn của thầy Vững vọng sang từ lớp A2. Còn nữa, chắc hẳn ai cũng còn nhớ những cái nhìn âu yếm của thầy văn môn hóa. Đôi khi thầy không có giờ lên lớp, chỉ đi ngang qua cửa, nhưng vẫn dừng lại gửi trao một nụ cười. Nhớ tiếng hát cao vút của thầy Sinh, nhớ những buổi chào cờ thiêng liêng. Và chắc hẳn ai đó không thể nào quên cái kỷ niệm vì nghịch ngợm mà bị bắt lên sân khấu và nêu tên trước toàn trường. Nhớ những buổi lao động mệt nhọc, những giờ học quân sự được mang trên mình khẩu súng AK nặng trịch. Nhớ năm lớp 12 truyền tay nhau cuốn cẩm nang thi đại học. Và dù vui hay buồn, tất cả bây giờ đã trở thành những ký ức đẹp, là hành trang đi theo chúng ta đến tận bây giờ và cả mai sau nữa. Năm cũng là khoảng thời gian dài để những cô cậu học trò năm ấy giờ đã là những người cha, người mẹ, sinh sống ở mọi miền của Tổ quốc, cả trong nước và nước ngoài, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Không ít bạn đã là bố, là mẹ của những cô cậu học sinh cấp 3 như chính mình năm nào. Cả khóa năm đó, chúng em có 493 bạn, thì sau khi hết cấp 3, tỷ lệ đỗ đại học là 17%, cao đẳng là 35%, còn lại là trung cấp và các lĩnh vực khác. Em xin kính chào các thầy cô, chào các bạn học sinh khóa 1998-2001 trường trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm. Trong ngàn hạt mưa không có hạt nào rơi nhầm chỗ. Tôi và các bạn đã có cả một thời thanh xuân là của nhau. Hôm nay, hội ngộ nơi đây, ở dưới sân trường này là tình cảm và duyên nợ của chúng ta được nối dài theo năm tháng. Tôi là Nguyễn Văn Tỉnh, là cựu học sinh lớp 12A2, hiện nay rất vinh dự là giáo viên công tác ở dưới ngôi trường này. Xin kính chúc các thầy cô và các bạn mạnh khỏe và có những ngày tháng hội ngộ bên nhau, tri ân thầy cô thật vui, thật ý nghĩa. Xin chúc mừng tình bạn, tình thầy trò chúng ta ngày hôm nay. Nhưng cuộc đời thật vô thường, cho ta bao điều tốt đẹp, nhưng cũng lấy đi của chúng ta không ít những gì ta có. Trong số những học trò năm xưa ấy, thật buồn
khi có những người bạn đã mãi mãi đi xa, không thể bước tiếp cùng chúng ta trở lại mái trường thân yêu trong ngày vui hôm nay. Đó là các bạn Hải Quỳnh lớp A1, bạn Dụ lớp A2, bạn Vừng lớp A7, bạn Lập lớp A3, bạn Hồng lớp A6, bạn Dũng lớp A4, bạn Thưởng lớp A4, bạn Dũng lớp A9, bạn Hội lớp A9, bạn Khánh lớp A5 và bạn Thành lớp A7. Thanh xuân của các bạn xin được gửi lại cho mây trời, cho những người ở lại. Hình ảnh của các bạn chỉ còn lại trong ký ức của chúng ta, trong những tấm hình kỷ niệm. Chúc các bạn ở một nơi xa nào đó an nhiên. Chúng mình sẽ nhớ các bạn rất nhiều. Cùng với đó, theo thời gian, vì lý do tuổi tác, sức khỏe, một số thầy, những người đã đồng hành cùng chúng ta trong suốt 3 năm ấy, giờ đã mãi mãi rời xa chúng ta, như thầy Hải, thầy Inh. Trong giờ phút xúc động này, tất cả chúng ta hãy dành một chút thời gian bằng những tình cảm sâu sắc nhất, bằng tất cả lòng tri ân để tưởng nhớ những người thầy và những người bạn năm xưa ấy nay đã không còn nữa. Chế Lan Viên đã viết trong tiếng hát Con Tàu: khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. 3 năm giữ ngôi trường cấp 3 yêu dấu, những buồn vui, những kỷ niệm giờ đã được lưu giữ trong trái tim mỗi người. Những kiến thức mà thầy cô ngày đêm miệt mài truyền đạt cho chúng ta đã trở thành những hành trang, trở thành lẽ sống cùng ta đi suốt cuộc đời. Và hôm nay, trong tiết trời của những ngày đầu thu, những người bạn của 21 năm ấy từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về đây, về nơi chúng ta đã bắt đầu. Chắc hẳn mỗi người sẽ có cho mình một cảm xúc riêng trong một ngày vui lớn. Hy vọng đây sẽ lại một lần nữa là điểm bắt đầu cho những hành trình mới, những mục tiêu mới trên hành trang cuộc đời của chúng ta. Xin được kính chúc các thầy, các cô yêu quý của chúng em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, mãi là những tấm gương sáng để chúng em học tập và noi theo. Chúc các bạn học sinh niên khóa 1998-2001 năm ấy luôn thành công và có thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúng ta sẽ mãi là những người bạn của nhau. Hẹn ngày gặp lại của 25 năm, 30 năm và nhiều hơn thế với những niềm vui mới các bạn nhé.